Các bạn đang đến với bản tin nhanh bóng đá tối ngày 2 tháng 9 của Ghiền Bóng Đá TV. Trước khi đến với những thông tin chi tiết, hãy dành ra một giây đăng ký kênh để luôn cập nhật những tin tức bóng đá mới nhất nhé. Trong trận đấu vừa kết thúc vào rạng sáng nay, siêu sao Cristiano Ronaldo đã lập một cú đúp để giúp đội tuyển Bồ Đào Nha thắng ngược Cộng hòa Iceland trên sân nhà. 3 điểm giúp thầy trò huấn luyện viên Fernando Santos đảm bảo một ngôi đầu bảng A sau 4 lượt trận. Tân binh của Man United đã vượt qua huyền thoại Ali Daei của Iran, trở thành cầu thủ có nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển quốc gia trong lịch sử với 111 pha lập công. Tuy nhiên, chân sút 36 tuổi vẫn khiến người hâm mộ lo lắng khi thực hiện không thành công quả phạt đền ở trận đấu. Trong pha đá phòng ăn của siêu sao người Bồ, nhiều cổ động viên của Man United đã thể hiện sự thiếu tin tưởng tới Ronaldo. Họ cho rằng sự trở lại của CR7 là rất tốt cho Quỷ Đỏ. Những người thực hiện các quả phạt đền tại United vẫn lên là Bruno Fernandes. Khi còn thi đấu tại Real Madrid hay Juventus, Ronaldo nghiễm nhiên là cầu thủ lãnh trọng trách đá phạt và penalty trong hầu hết các trận đấu. Điều tương tự cũng xảy ra tại đội tuyển Bồ Đào Nha khi tiền đạo sinh năm 1985 là ngôi sao lớn nhất mà bóng đá đất nước này từng sản sinh ra. Theo báo Manchester Evening News, tình hình sức khỏe của Jadon Sancho đã được đính chính bởi huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Anh. Gareth Southgate xác nhận Sancho đã gặp phải một chấn thương nhỏ trong buổi tập. Đội bóng chủ quản của Sancho là MU đón nhận tin cầu thủ này chấn thương với sự lo lắng không nhỏ. Bởi Sancho đang là trong quá trình hòa nhập với các đồng đội sân Old Trafford. Anh đã ra sân cả 3 trận tại Premier League 2011-2022 nhưng chưa ghi được bàn thắng hay pha kiến tạo nào. Tân binh rất cần có được cảm giác thi đấu liền mạch để nhanh chóng bắt nhịp với lối chơi của Manchester United. Sancho cùng với siêu sao Cristiano Ronaldo là những kỳ vọng lớn của Manchester United ở mùa giải năm nay. Đội bóng thành Manchester đang nỗ lực tìm kiếm vị thế số 1 đã mất ở sân cỏ xứ sở sương mù. Muốn hoàn thành thương vụ ấy, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer rất cần những ngôi sao bom tấn như Sancho lành lặn. Tiền vệ Marco Verratti khẳng định như thế với truyền thông Italia và anh còn nhiều chia sẻ thú vị, trong đó đặc biệt dành những lời có cánh cho đồng đội Lionel Messi. Và trong khi PSG tiếp tục khởi đầu mùa giải với những bàn thắng, chiến thắng và kỳ vọng lớn vào màn ra mắt của Lionel Messi với người Paris, thì đồng đội Verratti ở thời điểm này đã nhận thức được mình ở trong một đội bóng rất mạnh. Có Messi ở đây thật tuyệt vời, tôi đã không tin trước khi chứng kiến. Chúng tôi đã biết về nhau, anh ấy có thể không nói nhiều, nhưng đối với tôi, Messi là người giỏi nhất trong lịch sử. Kỹ thuật của anh ấy là số 1, tôi không nghĩ anh sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một vị trí trong đội hình xuất phát, Verratti bày tỏ. Mới đây, tiền đạo Antoine Griezmann đã chính thức nói lời chia tay Barcelona để trở lại khoa Atlético Madrid với một bản hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đứt trị giá 40 triệu euro. Trước đó, đội chủ sân Camp Nou từng chi ra đến 120 triệu euro để sở hữu chân sút người Pháp. Tuy nhiên, sau 2 năm gắn bó, cầu thủ này vẫn không thể đạt được đúng với sự kỳ vọng của ban lãnh đạo đội bóng. Chia sẻ trên trang cá nhân sau khi chia tay Barca để trở lại đội bóng cũ, Griezmann cho hay: "Các cổ động viên culé thân mến, tôi gửi lời tạm biệt và cảm ơn tất cả tình cảm của mọi người. Tôi đã cống hiến hết mình trong màu áo Barca. Tôi được gắn bó với một câu lạc bộ tuyệt vời và thật tiếc là không thể tiếp tục tận hưởng bầu không khí tuyệt vời khi chứng kiến các bạn trên khán đài. Nhưng sau cùng, tôi cảm thấy tự hào khi là một phần của tất cả." Gia nhập Barcelona vào năm 2019 và được kỳ vọng sẽ là mảnh ghép hoàn hảo của đội bóng. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm gắn bó cùng đội chủ sân Camp Nou, Griezmann chỉ có được vỏn vẹn 35 bàn thắng sau 102 lần ra sân. Hiện tại, Griezmann đã trở về tập trung cùng đội tuyển Pháp để tham dự vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Vào rạng sáng nay, Leicester đã có cuộc chạm trán với Bosnia Herzegovina và Griezmann chính là cái tên ghi bàn thắng duy nhất giúp nhà đương kim vô địch World Cup mang về một điểm. Theo tờ L'Equipe, câu lạc bộ PSG sẽ không nhượng bộ và tìm mọi cách thuyết phục tiền đạo Kylian Mbappe ký hợp đồng gia hạn trong vòng 4 tháng còn lại từ đây đến đầu năm 2022. Mới đây, tờ La Paris Saint tiết lộ khi PSG từ chối lần hai lời đề nghị chuyển nhượng của Real Madrid với mức phí tổng cộng 180 triệu euro, thì đội bóng thành Paris cùng lúc đưa ra một lời đề nghị mới cho Mbappe với mức lương sau thuế lên đến 45 triệu euro một năm cho bản hợp đồng gia hạn 2 năm. Tuy nhiên, có tin Mbappe hiện nhận lương 25 triệu euro một năm vẫn từ chối vì khi đó vẫn còn ấp ủ hy vọng vào giờ chót được PSG đồng ý đàm phán và chuyển sang Real Madrid trong những giờ cuối của kỳ chuyển nhượng, khi phí mua đã tăng lên mức 200 triệu euro. Mặc dù vậy, ban lãnh đạo đội bóng thành Paris hoàn toàn ngó lơ lời đề nghị, khiến Mbappe chấp nhận ở lại và thi đấu nốt một năm hợp đồng. Khâu tài chính có thể là vấn đề lớn nhất của PSG và Mbappe. Theo tiết lộ từ tờ L'Equipe lẫn Paris Saint, thì trong thời gian tới, những trận đấu quốc tế, đội bóng thành Paris tiếp tục sẽ đưa ra những lời đề nghị nhằm thuyết phục siêu sao này ở lại, gồm mức lương cao hơn 45 triệu euro một năm cho hợp đồng 2 năm và một khoản tiền thưởng hậu hĩnh nếu đồng ý ký hợp đồng gia hạn.
chân chạy cánh 28 tuổi là một sự vắng mặt đáng ngạc nhiên trong danh sách tập trung của đội tuyển Maroc ở các trận gặp Sudan và Guinea tại vòng loại World Cup 2022. Lý do Ziyech không có tên là vì thói kỷ luật. Mới đây, thuyền trưởng đội tuyển Maroc nói rằng khi cầu thủ của Ajax đã có thái độ không tốt khi lên tuyển hồi tháng 6. Đó là thời điểm mà đội bóng này có các trận đấu giao hữu trên sân nhà với Ghana và Burkina Faso. Hali Hozik hiện vẫn rất giận học trò khi nhắc lại rằng Ziyech đến muộn và từ chối khởi động trong hiệp 2 vì không muốn bị chấn thương trong một trận giao hữu. Đây không phải là lần đầu tiên cầu thủ sinh ra tại Hà Lan xảy ra vấn đề với một huấn luyện viên. Ziyech từng từ chối thi đấu cho đội tuyển Maroc sau khi Haver Reynas, huấn luyện viên hiện tại của Ả Rập Xê Út, loại anh khỏi đội hình tham dự vòng chung kết giải vô địch các quốc gia châu Phi 2017 cũng vì lý do thái độ không tốt. N'Golo Kanté dính chấn thương mắt cá khi thực hiện khởi động trong trận tranh siêu cúp gặp Villarreal hồi tháng 8. Ở trận gặp Liverpool cuối tuần qua, cầu thủ 30 tuổi tái phát chấn thương sau va chạm với Sadio Mane và bị thay ra sau hiệp 1. Dù chấn thương trên không quá nghiêm trọng, nhưng nó vẫn khiến Kanté sớm phải nói lời chia tay với đội tuyển Pháp ở loạt trận vòng loại World Cup 2022 đầu tháng 9 này. Ngoài trận gặp Bosnia diễn ra vào dạng sáng nay, tiền vệ của Chelsea bỏ lỡ thêm 2 trận đấu gặp Ukraine và Phần Lan cùng Leicester. Không có Kanté ở trận gặp Bosnia sáng nay, đội tuyển Pháp gặp rất nhiều khó khăn. Người đá chính thay tiền vệ 30 tuổi là Jordan Veretout đang chơi khá tệ, bị thay ra chỉ sau 54 phút thi đấu. Chung cuộc, Pháp bị Bosnia cầm hòa 1-1 dù được chơi trên sân nhà. Ngay sau trận đấu này kết thúc, Kanté đã lên đường trở về trại tập luyện Cobham của Chelsea để điều trị chấn thương. Tuyển thủ Pháp được kỳ vọng sẽ trở lại kiểu trận gặp Aston Villa tại vòng 4 diễn ra sau đây 10 ngày. Vào lúc 1 giờ đêm nay, Ả Rập Xê Út và Việt Nam sẽ đá trận mở màn bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây là trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng với Ả Rập Xê Út trong cuộc chiến giành hai vé tới Qatar với hai đối thủ mạnh cùng bảng là Nhật Bản và Australia. Với đẳng cấp vượt trội và ưu thế trên sân nhà, Ả Rập Xê Út quyết tâm giành 3 điểm ở trận mở màn đêm nay. Tuy vậy, huấn luyện viên Haver Reynas lại đánh giá cao lối chơi kỷ luật của hàng thủ Việt Nam nên đã tính tới phương án tăng cường hàng công. Theo tiết lộ của tờ Kutra của Ả Rập Xê Út, huấn luyện viên Haver Reynas sẽ thay đổi sơ đồ chiến thuật ở trận đấu đêm nay. Thay vì áp dụng sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc, Ả Rập Xê Út sẽ sử dụng sơ đồ 4-3-3 với 3 mũi công đồng thời xuất trận. Nguồn tin trên cho biết, huấn luyện viên Haver Reynas sẽ trao cội đá chính cho ba tiền đạo là Salem Andasari, Fahad Al-Mulalak và Saleh Ansari. Bộ ba tấn công này cùng nhau ghi 12 bàn thắng ở vòng loại thứ hai, trong đó Salem Andasari là chân sút lợi hại nhất với 5 pha lập công. Salem Andasari là một trong những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm nhất của Ả Rập Xê Út. Cầu thủ chạy cánh này từng tham dự vào chung kết World Cup 2018. Anh chính là người đã ghi bàn thắng quyết định giúp Ả Rập Xê Út đánh bại Ai Cập với tỷ số 2-1 ở trận hạ mạn vòng bảng. Ngoài ra theo Kutra, tiền vệ đội trưởng Saman Al-Faza đã sẵn sàng ra sân đá chính ở trận đấu đêm nay sau khi lo xong việc gia đình. Ả Rập Xê Út có khả năng lớn sẽ chỉ sử dụng một tiền vệ phòng ngự, đó là Abdullah Otaf. Đây là đội hình dày dặn kinh nghiệm của Ả Rập Xê Út với nhiều cầu thủ từng tham dự vòng chung kết World Cup 2018 tại Nga. Trong nhiều năm trở lại đây, chiếc áo số 10 của đội tuyển Việt Nam thuộc sở hữu của Công Phượng. Tuy nhiên ở đợt tập trung lần này, tiền đạo xứ Nghệ vắng mặt vì bận việc gia đình. Trong danh sách đăng ký tham dự trận mở màn vòng loại thứ 3 với Ả Rập Xê Út, đội tuyển Việt Nam đã đăng ký số áo từ 1 đến 23. Điều bất ngờ là huấn luyện viên Park Hang-seo đã trao chiếc áo số 10 cho tiền đạo Phạm Tuấn Hải. Đây cũng là số áo của anh ở câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tuấn Hải là một trong ba tân binh được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập đến đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận mở màn vòng loại thứ 3. Trong quá trình chuẩn bị, tiền đạo 23 tuổi đã thi đấu nỗ lực. Anh đã ghi bàn thắng trong cả hai trận đá tầm nội bộ với tuyển U22 trước khi lên đường sang Ả Rập Xê Út. Mặc dù thể hiện tốt và được trao chiếc áo số 10, nhưng Tuấn Hải có khả năng lớn phải ngồi dự bị ở trận đấu đêm nay. Huấn luyện viên Park Hang-seo được cho là sẽ ưu tiên sử dụng các mũi công quen thuộc như Tiến Linh, Văn Toàn, Văn Đức hay Quang Hải. Tuấn Hải là sự lựa chọn tốt ở hiệp 2 bởi cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thể chơi tốt ở cả vị trí tiền vệ và tiền đạo. Cũng trong danh sách đăng ký ở tuyển Việt Nam, chiếc áo số 4 được trao cho Trường Văn Thiết. Trong khi đó, Nguyễn Thanh Bình sẽ sử dụng chiếc áo số 5 của Đoàn Văn Hậu, số 1 thuộc về thủ thành Đặng Văn Lâm. Do sử dụng sơ đồ 3 trung vệ, nên huấn luyện viên Park Hang-seo ưu tiên nhân sự cho hàng phòng ngự. Không tính Trọng Hoàng, có tổng cộng 9 hậu vệ được nhà cầm quân người Hàn Quốc đăng ký cho trận đấu với Ả Rập Xê Út đêm nay. Hai cầu thủ bị loại khỏi danh sách đăng ký là tiền vệ Lê Tiến Anh và tiền đạo Hồ Tấn Tài. Sẽ là một trận đấu đầy khó khăn thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trước chủ nhà Ả Rập Xê Út. Với việc tham vọng giành vé dự vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar, thầy trò huấn luyện viên Haver Reynas xác định rõ mục tiêu giành 3 điểm trước Việt Nam. Chỉ có một chiến thắng, Ả Rập Xê Út mới cạnh tranh được vị trí nhất bảng B với Nhật Bản, Australia và Trung Quốc ở vòng loại cuối cùng FIFA World Cup 2022. Bị đánh giá thấp hơn Ả Rập Xê Út,
lại phải chơi trên sân khách, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đang có những toan tính nhất định về mặt nhân sự nhằm hạn chế sức ép của những chú chim mừng xanh tạo ra lên hàng thủ của Việt Nam. Nhiều khả năng huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ lựa chọn đội hình 5-3-2. Sau đây, Game Bóng Đá TV chúng tôi cũng xin đưa ra đội hình dự kiến của đội tuyển Việt Nam vào đêm nay. Ở vị trí thủ môn, nhiều khả năng là Văn Lâm sẽ được bắt chính. Ba cầu thủ hậu vệ sẽ là Đình Trọng, Quế Ngọc Hải và Duy Mạnh. Hai cầu thủ vô cùng quan trọng khác để khắc chế phần nào lối chơi tấn công cánh của Ả Rập Xê Út sẽ không thể thoát khỏi tay của Văn Thanh và Trọng Hoàng. Với sơ đồ ba tiền vệ Tuấn Anh, Hoàng Đức, Quang Hải, nếu sử dụng phương án này, đội tuyển Việt Nam có đến 3 lớp phòng ngự cận kề nhau. Trên hàng công rất có thể Tiến Linh sẽ đá cặp với Văn Toàn. Dù chơi hai tiền đạo, nhưng Tiến Linh và Văn Toàn có thể phải dạt biên, kéo giãn hàng thủ Ả Rập Xê Út để Hoàng Đức và Quang Hải đâm vào trung lộ sau những pha tấn công biên sở trường nhằm tạo ra sự khác biệt. Tốc độ của Văn Toàn là rất cần thiết cho một thế trận phòng ngự phản công. Ngoài ra Đức Trình cũng là một cái tên đáng lưu tâm. Người hâm mộ đang chờ đợi vào kết quả khả quan từ thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Trận đấu giữa Ả Rập Xê Út và Việt Nam diễn ra vào lúc 1 giờ ngày 3 tháng 9. Tin bóng đá ngày 2 tháng 9 đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Game Bóng Đá kết nối niềm đam mê thúc cầu.